Đi săn Airpods tại chợ đồ cũ thì sẽ như thế nào? Hôm nay có phiên chợ nên là mọi người ở đây đông vui lắm các bạn ạ. Nên là mình cũng tranh thủ quẹo lựa xem là có cái gì hay ho không. Đang đi thì thấy có mấy đứa em đang lựa cái món gì trông có vẻ hay ho ấy, nên là mình cũng đi lại xem thử xem nó là cái gì. Thì té ra là mấy ông em này đang check Airpods các bạn ạ. Ôi rồi ôi, nhiều thật sự luôn. Nhưng mà để tìm được một con dùng được ấy thì cũng mất thời gian phết đấy. Tôi thì tuổi già sức yếu rồi nên là chỉ đứng xem, thi thoảng là check hộ mấy đứa em thôi, chứ bảo tôi ngồi lâu thì có mà tạm biệt cuộc sống luôn đấy chứ. Được một lúc thì em nó cũng check được một con có vẻ là hàng real này các bạn. Uầy, ngon thật sự luôn. Ông em kia thì cũng check được mấy con nhưng mà đa phần là hàng grab, vì nó hiện thông báo như thế này này các bạn. Với những chiếc iPhone từ iOS 16 trở lên ấy thì nó sẽ có khả năng nhận biết tai nghe fake, nên là những chiếc iPod nào khi kết nối mà hiện cái này ấy thì 100% là fake nha. Một lúc sau thì ông em còn lại cũng tìm được một con rồi này, mà cái con này chính là cái con mà lúc đầu tôi cầm lên quay luôn ấy. Uầy, hay ho thật.